来收银，收银，点点。那你点。OK, mình đã trở lại sau bao nhiêu ngày vắng mặt, thì ngày hôm nay mình quyết định sẽ đi cho mấy cô chú lớn tuổi đang tập dục ở công viên Tao Đàn. Và mình sẽ chơi một cái trò chơi, đó là viết chữ lên lưng, sau đó cô chú sẽ viết lại, ai viết được sẽ thắng, thua là sẽ phải đưa mình 10-20 ngàn. Nice. Và tiền đó mình sẽ đi làm từ thiện cho cái cô chú mà bị vô gia cư tối nay mọi người. Wow. Let's go. Cô ơi, con có thể mời cô chơi một trò chơi con được không? Chơi trò chơi vui thôi. Là con sẽ vẽ một cái hình nào đó để trên lưng con, vẽ xong con cảm nhận được bằng cái lưng, xong con vẽ lại bằng bức tranh nữa. Nếu mà vẽ được con sẽ có quà. Còn nếu mà thua cô chỉ cần đưa con 10 ngàn thôi, để con tối nay con sẽ làm từ thiện cho các cô chú được vô gia cư đó. Yeah, trời đúng quá. Đây, rồi. Đây. Đây, giờ con đứng đây đi. Hay cho bé được không? Bé này nó phải cảm nhận và vẽ được đó. Được luôn. Vậy chấp luôn, chấp luôn, chấp. Vẽ chưa? Rồi con mở cái nắp ra đi. Đó. Nè. Anh vẽ lên cái gì là con vẽ nha. Rồi rồi vậy. Rồi vẽ đi con, vẽ đi. Rồi. Ờ, con cứ vẽ đi, con cứ vẽ được gì đó con vẽ. Yeah boy. Rồi. Con cảm nhận con vẽ thân lên á. Đó. Rồi con cứ từng từng lại nhẹ đi. Được chưa? Rồi. Rồi một cái nữa thôi nha. Đây. Được chưa? Trúng chưa? Ok. Rồi đây. Ok, cho đây. Tên tên. Đây con vẽ cái này là cái gì? Con tự tưởng vẽ này là cái gì? Không biết hả? Ok, vậy là con thua nha. Yeah. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Yeah. Nó có 10 ngàn đầu tiên để cho các cô chú và vô ba cư mọi người. Tin tin. Ok, let's go. Cảm ơn con nhiều. Let's go. Dạ cô ơi, dạ cho con có thể mời cô chơi một trò chơi vui được không? Một trò chơi vui thôi, con đang quay clip vui á. Được, con làm YouTube. Là tụi con sẽ vẽ một bức tranh ở sau lưng cô, sau đó con sẽ vẽ một bức tranh ở phía trước. Nếu mà giống thì cô sẽ được một món quà. Còn nếu thua thì cô sẽ cho con xin 10 ngàn, để tối nay con sẽ làm một cái từ thiện mua đồ ăn cho mấy cô chú bị vô gia cư á. Yeah. Ê, vậy là cô chơi hà với bé không chơi? Mẹ muốn chơi. Rồi. Cô sẵn sàng chưa? Con vẽ thử nha. Hả? Rồi rồi, đi một vài nét nữa nha, đi một vài nét nha. Rồi. Rồi, con vẽ thêm vài cái thôi nha. Rồi. Rồi, xong. Rồi, bây giờ so sánh bức tranh của cô với con nha. Tiếp tiên. Rồi, các bạn vô đây. Đây đây. Cảm ơn cô. Dạ, chủ yếu là con đi làm từ thiện. Con cảm ơn cô. Yeah. Người thứ hai mọi người. Lại cô. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, cô có coi clip là cô coi trên cường Kido nha cô. Dạ. Nice. Ok mọi người, thì hồi nãy mình ở công viên á, mình quay thì gặp cô chú kiểu là cô chú lớn rồi, cô chú lười chơi mấy trò của nít lắm, nên là bây giờ mình sẽ đi tìm các cặp đôi đó mọi người. Let's go. Bạn ơi, bạn ơi, mình đi. Không biết cái gì phải không? Quen hả? Quen rồi vậy. Ờ đúng rồi. Vậy bây giờ anh Vũ chơi một trò chơi vui được không? Nó Nani. Ai chơi? Mình mượn một bạn gái một bạn nữ đi. Ủa bạn nam bạn nữ. What the hell? Giờ đi. Rồi. Ôi, hay à. Rồi, số hình. Số hình. Tiến tiền. Nani. Không hiểu sao người ta vẽ vuông vắn luôn á mọi người, người ta vẽ vuông vắn mà nó vẽ vòng tròn. Đấy rồi xong. Thối mùi. Trời mấy bạn này thương lắm á. Kiểu đâu ra đó nè. 10 ngàn. Yeah, cảm ơn bạn nha. Ok. Ủa bạn giới thiệu tên chứ, em tên gì? Tên Chuyền. Chuyền hả? Em tên gì? Em Yến. Yến có người yêu chưa? Chưa. Em có người yêu chưa? Chưa luôn. Em có người yêu chưa? Dạ rồi. Khỏi nói tên. Ok. Thôi nó giỡn thôi chứ em tên gì nè. Phi đổ, Phi bút phi bút. À, chưa có người yêu nha mọi người. Ai xin info thì cứ mấy bạn vô cường Kido, mấy bạn nó comment ở dưới á, comment ở dưới á. Bye mọi người nha, cảm ơn mọi người. Yes. Anh chị ơi, em có thể vỗ hai anh chị cho một trò chơi cấp bộ được vui thôi. Ok không?
Yes. Vẽ bất kỳ thứ gì anh thích. Kể coi hai người có hiểu ý nhau không nè. Ok, rồi vẽ đi, vẽ đi, vẽ đi, vẽ đi. Hay 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 hay. Ok, so đây mức độ hiểu nhau hai người đây. Trời ơi, quá đáng yêu luôn. Đây mọi người, đây đây bức tranh của anh này, còn tranh của chị đó. Anh này thì anh vẽ con rùa, anh này vẽ con mèo, hai người hiểu nhau lắm. Đây mọi người, bằng chứng nha mọi người. Cảm ơn chị. Anh chị có coi clip thì chị lên kênh của Cường Kido nha. Em có món quà tặng hai người làm kỷ niệm á. để dành nhớ bữa hôm nay hai người hiểu ý như thế nào. Thôi mình đi theo mọi người, let's go. A few minutes later. Thank you.